Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về loài đom đốm. Đom đốm là một loài bọ cánh cứng thuộc họ làm Bright, có khả năng phát sáng ở bụng. Chúng được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, từ vùng ôn đới đến vùng nhiệt đới. Đặc điểm nhận biết Kích thước Đom đốm có kích thước từ 1 đến 3 cm. Bộ lông Đom đốm có bộ lông màu nâu hoặc đen, trên bụng có các đốm sáng. Đom đốm có khả năng phát sáng ở bụng nhờ một chất gọi là luciferin tập tính Đơm đớm là loài động vật ăn thịt, thức ăn chính của chúng là sâu bọ, chun đất. Chúng thường sống thành đàn, con đực thường bay lượn để thu hút con cái. Sinh sản Đơm đớm cái đẻ trứng trong đất, mỗi lứa đẻ từ 100 đến 200 trứng. Trứng nở thành ấu trùng, trải qua 4 giai đoạn lột xác mới thành con trưởng thành. Phân bố Đơm đớm phân bố rộng rãi trên thế giới, từ vùng ôn đới đến vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam, Đơm đớm thường được tìm thấy ở các vùng nông thôn, nơi có nhiều cây cối và ao hồ. Tình trạng bảo tồn Đơm đớm không phải là loài động vật nguy cấp. Tuy nhiên, chúng đang bị đe dọa bởi mất môi trường sống và ô nhiễm môi trường. Một số điều thú vị về đơm đớm Đơm đốm có thể phát sáng với nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm xanh lục, xanh lam và vàng. Đơm đớm sử dụng ánh sáng để thu hút bạn tình và xua đuổi kẻ thù. Đơm đớm có thể sống đến 2 năm. Đơm đớm là loài động vật nhỏ bé nhưng vô cùng đặc biệt. Chúng là loài động vật có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, giúp kiểm soát quần thể sâu bọ.